Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu hoa len 6 cánh xinh xắn như thế này ha. Đối với mẫu hoa len này các bạn cũng có thể sử dụng chất len hoặc là chất sợi móc cũng được. Mình có thể trang trí cho nhiều sản phẩm khác nhau như là nón len hoặc là các cái sản phẩm handmade khác ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên hai mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 12 mũi kép đơn ha. Kép đơn đầu tiên. Mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Tiếp tục mũi kép đơn thứ bảy mũi kép đơn thứ 8 kép đơn thứ 9 mũi kép đơn thứ 10 mũi kép đơn thứ 11 và mũi kép đơn thứ 12 sau khi đã có được 12 mũi kép đơn vào cái vòng tròn đầu tiên này rồi mình sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên hả thì đây là chân của kép đơn đầu tiên nè móc vào một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len để thay màu ha Ta nắm sợi len ngắn phía dưới guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại. Mình sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên với 12 mũi kép đơn, tạo ra 12 chân móc cho vòng móc tiếp theo. Thì vòng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành tạo những cái họa tiết hạt bắp cánh hoa nè. Các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len khác màu ra phía sau. Để ý ở cái sợi len thừa mà mình vừa cắt ở cái phần màu hồng phía trong á. Đây là sợi len thừa ha. Thì phía trước nó là cái chân của mũi kép đơn đầu tiên, tức là chân mình móc mũi giờ kết thúc á thì phía sau nó sẽ là cái chân của mũi dời ha chân của mũi dời đó mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời này là chân phía sau của sợi len thừa đâm kim vào đó sau đó mình sẽ kéo cái sợi len qua chân móc từ đây mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 đây sẽ tính là một mũi móc ha tiếp tục di chuyển kim đến cái chân của mũi kép đơn đầu tiên ở phía dưới tức là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới móc vào cho mình 4 mũi kép đơn cùng một chân móc kép đơn đầu tiên mũi kép đơn thứ hai vào cùng chân móc nha tiếp tục mũi kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư sau khi có được bốn mũi kép đơn vào cái chân móc đầu tiên đó rồi nè tính luôn ba mũi xích đầu tiên mà mình gây nên là một mũi thì ở đây mình sẽ có tổng cộng là năm mũi móc ha các bạn để ý cho mình ở ba mũi xích mà mình gây nên nè thì ba mũi xích đó tính từ dưới lên trên mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên ha đây là chân xích thứ ba nè sát với cái chân của mũi kép đơn đầu tiên sau đó mình sẽ đưa cái nút mà mình vừa kéo dài lên á đưa cho mình lên đầu kim sau đó vuốt lại cho nó sát với đầu kim và kéo cái đường này qua cái chân móc xích đó từ đây móc lên 3 mũi móc xích mình sẽ hoàn tất được một cái hạt bắp nhỏ đầu tiên như thế này tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc thứ hai chân móc kế bên các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân đó năm mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Nó khác với cánh đầu tiên là mình móc bốn mũi, thì lúc này các bạn móc cho mình vào cái chân thứ hai đó, năm mũi. Mũi kép đơn đầu tiên nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba cũng vào cùng chân móc luôn nha. Kép đơn thứ tư. Và mũi kép đơn thứ năm. Sau khi hoàn tất được năm mũi kép đơn vào cùng cái chân móc đó rồi thì mình sẽ kéo dài cái mũi móc lên và các bạn sẽ di chuyển kim đến cái chân của mũi kép đơn đầu tiên ở năm mũi này. Mình đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên đó. Sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái nút mà mình vừa kéo dài qua đầu kim. vuốt lại cho cái mũi móc này nó sát với đầu kim và kéo cái mũi này qua chân móc đầu tiên đó. Mình sẽ hoàn tất được hạt bắp thứ hai ha. Móc lên 3 mũi móc xích nè. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho 10 chân còn lại. Tức mình sẽ có tổng cộng là 12 hạt bắp cho cái họa tiết này ha. Chân thứ ba nè, móc cho mình vào đó 5 mũi kép đơn cùng một chân móc. Mũi kép đơn đầu tiên. Khi móc các bạn nhớ dấu len thừa ha. Kép đơn thứ hai nè. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Và mũi kép đơn thứ năm vào cùng chân móc. Hoàn tất được 5 mũi rồi thì kéo dài cái mũi móc lên. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đầu tiên Sau đó luồn kim qua cái nút mà mình kéo dài và gút lại cho sát với đầu kim Kéo cái nút này qua chân móc Móc lên cho mình 3 mũi móc xích Và làm tương tự cho đến hết vòng ha Sau khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ có tổng cộng là 12 cái họa tiết cho cái vòng móc này Đến cái họa tiết cuối cùng thì các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích để kết thúc vòng này thì mình đâm kim vào cái chân của cái họa tiết đầu tiên nè ở phía trên nó có một cái đỉnh nè, là cái chân của mũi xích đầu tiên ha. Móc vào đó một mũi trượt. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len để mình thay màu cho hàng thứ ba ha. Lúc này các bạn để ý cho mình, mình sẽ có các cái khoảng trống của những cái họa tiết nè. Đây, những cái khoảng trống giữa họa tiết như thế này ha. Thì các bạn tiếp tục đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau nè. Mình sẽ chọn một khoảng trống bất kỳ ha. Có thể chọn khoảng trống đầu tiên này cũng được hoặc là một khoảng trống bất kỳ. Sau đó các bạn đưa kim vào cái khoảng trống đó. Đưa sợi len ra phía sau. Kéo sợi len qua cái khoảng trống. Móc lên một mũi móc xích. Khoảng trống đầu tiên này mình sẽ móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào khoảng trống đầu tiên, khoảng trống thứ hai sẽ móc cho mình 7 mũi kép đơn vào cùng khoảng trống này ha. Mũi kép đơn đầu tiên nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư tiếp tục mũi kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy khi có được 7 mũi kép đơn vào khoảng trống thứ hai rồi thì tiếp tục xen kẽ khoảng kế tiếp sẽ là một mũi móc đơn ha được mũi móc đơn rồi thì khoảng kế bên sẽ là một cái cộng gồm 7 mũi kép đơn ha tức là mình sẽ móc xen kẽ kép đơn đầu tiên nè mũi kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư tiếp tục mũi kép đơn thứ năm mũi kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy hoàn tất được 7 mũi kép đơn vào khoảng trống này rồi thì khoảng kế tiếp xen kẽ sẽ là một mũi móc đơn sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha cứ móc xen kẽ một khoảng là 7 mũi kép đơn khoảng kế tiếp sẽ là một mũi móc đơn sau đó xen kẽ cho đến hết vòng Ta sẽ có 7 mũi kép đơn vào khoảng này nè. Kép thứ hai nè. Kép đơn thứ ba. Tiếp tục kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Và mũi kép đơn thứ bảy. Hoàn tất được 7 mũi kép đơn vào khoảng trống này rồi thì khoảng kế tiếp sẽ là một mũi móc đơn ha. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi móc hoàn tất cho đến cuối vòng ta sẽ có tổng cộng là 6 cái cánh ở phía ngoài như thế này. Thì để kết thúc vòng này mình đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà mình bắt đầu móc á, móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len để mình thay màu tạo cái điểm nhọn cho phần cánh ha. Các bạn cũng đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau. Lúc này mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi dời ở phía sau sợi len thừa nè. Sau đó kéo cái sợi len qua cái chân móc này ha, móc lên một mũi móc xích chân móc đầu tiên mà mình gặp sẽ là chân của mũi móc đơn của cái khoảng trống đầu tiên này thì ta không móc vào cái chân của mũi móc đơn đó mà các bạn sẽ giống thẳng xuống cho mình ở phía dưới của cái cánh ở phía dưới nè tức là hai cái hạt mà mình tạo ở phía dưới đưa vào đường chính giữa này mình sẽ chọn một chân móc bất kỳ của hai cái cánh này ha các bạn có thể chọn cho mình chân móc đầu tiên hoặc chân móc thứ hai mà mình móc cánh cũng được mình sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên đây Đâm kim cho mình vào cái chân móc đó Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len qua chân móc này ha Từ đây mình sẽ kéo dài cái sợi len cho nó bằng với chiều cao của mũi móc đơn đó Sau đó kéo len qua hai cái đường móc trên kim Ta sẽ được một mũi móc đơn kéo dài nè Tiếp tục mũi móc đơn này sẽ là 7 cái chân của mũi kép đơn mà mình móc vào cùng một khoảng Thì 7 cái chân móc đó chân đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên đây là chân đầu tiên ha, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn, nhưng từ chân thứ hai này mình sẽ tạo cái điểm nhọn cho cánh ha. Chân thứ hai một mũi móc đơn nè. Sau đó móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 và 3, mình sẽ đâm kim vào cái chân, cái đường móc bên trên của cái mũi đơn đó và cái đường móc nằm thẳng của cái mũi đơn đó nè. Đây các bạn sẽ thấy nó có hai cái đường như thế này ha. Móc vào đây cho mình một mũi dời mình sẽ được cái điểm nhọn đầu tiên từ chân thứ ba cũng làm tương tự như chân thứ hai mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn nè lên ba mũi móc xích và đâm kim vào hai cái đường móc ha một đường bên trên của chân mũi đơn đó và một đường nằm thẳng của chân mũi đơn đó móc vào đây một mũi dời ta được điểm nhọn thứ hai các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại cho đến chân móc của mũi kép đơn cuối cùng nhé một mũi đơn nè lên ba mũi xích một mũi trượt vào hai cái đường móc tiếp tục chân kế bên một mũi đơn ba mũi móc xích và một mũi trượt chân kế tiếp cũng vậy nè một mũi đơn ba mũi móc xích một mũi trượt vào hai đường móc ha như vậy là 7 cái mũi kép đơn móc vào khoảng trống đó mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 5 cái họa tiết điểm nhọn nè. Chân đầu tiên mình móc mũi móc đơn thì chân cuối cùng các bạn cũng móc mũi móc đơn và ta không tạo điểm nhọn nha. Đây thì 7 mũi đó mình sẽ tạo ra được cái cánh như thế này. Sau đó tiếp tục chân móc kế tiếp mình gặp sẽ là cái chân của mũi đơn mà mình móc vào cái khoảng trống riêng. Thì chân của mũi đơn đó ta cũng không móc vào chân đó mà mình sẽ giống thẳng xuống vị trí chính giữa của hai cái hạt bắp phía dưới nè chọn một chân móc ta móc một trong những hạt bắp này mình sẽ chọn chân móc của hạt bắp đầu tiên ha sau đó đâm kim vào đó và kéo cái sợi len qua cái chân móc này lúc này kéo dài cái sợi len cho nó bằng với chiều cao của mũi móc đơn đó sau đó kéo qua hai đường trên kim ta được một mũi móc đơn kéo dài nè di chuyển kim đến bảy cái chân móc của bảy cái mũi này thì mình cũng làm tương tự giống như cái cánh đầu tiên nè chân đầu tiên sẽ là một mũi móc đơn không tạo điểm nhọn từ chân thứ hai mình sẽ tạo điểm nhọn như cánh bên này ha. Mỗi chân móc sẽ làm một mũi móc đơn, ba mũi móc xích và một mũi dời vào hai đường móc. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho mình cho các cái chân móc kế tiếp, chưa ra chân móc cuối cùng nha. Mỗi chân móc thì cứ móc lên một mũi móc đơn nè, lên ba xích và một mũi trượt sau khi hoàn tất được các cái điểm nhọn vào những cái chân móc nằm chính giữa rồi thì còn lại một chân của mũi kép đơn cuối cùng thì giống như chân đầu tiên chân đó mình cũng móc mũi móc đơn không tạo điểm nhọn đây ta hoàn tất được cánh thứ hai chân kế tiếp mình gặp sẽ là chân của mũi móc đơn lẻ thì mình sẽ tạo một mũi móc đơn kéo dài ha ta cũng giống thẳng xuống dưới đâm kim vào một trong hai cái chân móc của hạt bắp này mình sẽ đâm kim vào cái hạt bắp đầu tiên ha kéo len qua chân móc đó sau đó kéo dài cho bằng với chiều cao của mũi móc đơn và móc qua hai cái đường móc trên kim. Mình sẽ hoàn tất được cánh thứ hai nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình đến cánh cuối cùng thì còn một chân móc cuối cùng của cái cánh đó mình cũng móc một mũi móc đơn. Và để kết thúc cái họa tiết này nè, các bạn sẽ để ý cho mình, ban đầu mình có móc cái mũi đầu tiên sẽ là mũi móc đơn kéo dài thì kết thúc các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn kéo dài đó mình sẽ móc vào đó một mũi dời sau đó kéo dài sợi len và cắt len lúc này sợi len của mình nó đang nằm ở mặt phải của sản phẩm ha ta dùng kim đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc sau đó kéo cái sợi len ra phía sau và các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc canh chỉnh lại cho mũi móc nó đều lại nè thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu hoa xấu cánh trang trí xinh xắn như thế này ha Mẫu hoa này thì các bạn cũng có thể sử dụng chất len hoặc là chất sợi để mình trang trí cho nhiều sản phẩm khác nhau ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.